Rồi, xin chào hết tất cả mọi người đã quay trở lại kênh đi rừng của La Cà nha. Thì hôm nay mình đi rừng này, mình có kèm theo một cái con chim cả nha. Là con chim hút mật lần đầu tiên mình sẽ ra mắt cho cả nhà xem luôn. Đó, thì hôm nay mình sẽ đi rừng, mình sẽ kết hợp với chú chim này của mình. Thì mình nuôi dưỡng nó cũng tầm 6-7 tháng rồi. Thì hôm nay mình mới cho nó đi ra ngoài tự nhiên lần đầu tiên, thử coi hôm nay nó có làm được gì không nha. Đó, thì mình sẽ lựa cái cành. Khu này trước kia chim hút mật rất là nhiều. Đây là con chim mình là chim hút mật cả nhà. Tí nữa mình sẽ cho cả nhà xem này. Đây, hôm nay có con bé gái đó, đuổi đi theo đó. Đây, có cái con lưu nữa. Mình sẽ lựa cái cành nào mình treo đại thôi, chứ cũng không có cái nhất thiết. Mình nghĩ cành này mình treo được cả nhà hay. Đó, để cái cành này dọn dọn rộng ra. Để mình treo con chim và thử có khu này có chim hút mật ở ngoài không nha. Trước thì nhiều lắm mà người ta bắt hết mất cả nhà. Thì mình cũng nuôi được một con thôi. Bây giờ mình sẽ móc nó lên. Đây, bây giờ ra mình sẽ gỡ em này ra, con lưu xưa ra nha. Đó, mình sẽ gỡ ra. Chim này mình vẫn còn đồ ăn với còn nước cả nhà. Mình có ca, có cầm theo canh chim với nước uống. Trời, trên đường đi nó sắp quá đổ, nên mình có cầm theo dự trữ. Mình gỡ ra thì chim nó hơi nhát cả nhà. Có con chó con lũ đi khác đi. Đây là chú chim của mình này cả nhà. Đó, sát vô, sát vô, sát vô. Đó, thấy đẹp không? Rồi ngay mình sẽ treo em nó lên đây này. Mình sẽ gài cái chốt đi. Treo em nó lên đây, thương gái đó con. Mình xin cái lần rồi. Nó hơi nhát nha, mình cũng thần cũng chưa được lắm nhưng mà kêu rất là đạt nha. À, đỡ mình tí nó cơm. Rồi, chim thì mình treo đó. Bây giờ mình sẽ đi vào cái khu này mình đi tìm coi cái nha. Khi phải đi qua cái rừng kia. Chim thì mình treo đâu hoài. Cuối cùng treo này nó tóc khuya, mũi không. Đó, mình đi xuống cuối rồi này. Thì chỉ còn cái bờ rào nữa thôi. Từ đây thì mình thấy được có một cái lá của nó dương dương ra cả nhà. Kìa kìa. Đây, trái nắng nha. Khu này. Đây, đây là cái sầm móc cả nhà. Giờ mình chung vô mình xem nha. Đây, chim thì mình treo ra ngoài, bé thì đứng nó coi chim rồi. Đi lục coi thôi. Bây giờ mình sẽ phát thành giọt thôi, coi thì coi trong này nó ra sao. Trong này thì rất là tấu cả nhà, mình đã chung được cái chỗ này. Thì cái gốc này mình nghi cái này là một nha, cái này nữa nha. Không mình không biết chắc chưa chắc, nhưng mà nghĩ là đỡ chôn một này. Đó, hồi xưa cái gốc mẹ nó già ở đây thì to gươi luôn. Cái gốc một thì cây cầm này cực kỳ đẹp luôn. Đó,
Bây giờ mình sẽ dọn tiếp nha. Tiếp tục mình dọn nha. Bỏ mấy cây dại. Tương đó cả nhà. Giờ mình đào vào. Yeah. Có rửa, có rửa. Rửa nó rất là chắc cả nhà. Đào xuống bên thịt là đụng rửa. Đây cả nhà, coi chỗ cả nhà mình thì như thế nào không biết nha. Chúng mình đào cái này rửa này, một rửa cả nhà, hai rửa này, ba rửa này, bốn rửa này, năm rửa này cả nhà. Đó cần rửa này luôn, sáu rửa này, có một xíu này thôi, bảy rửa này cả nhà, quá trời rửa luôn, mới có một bảy chút xíu thôi nha. Còn đó là quá là may mắn rồi. Đó, thì cái thây này mà đào xuống mà nó có rửa là mừng nha, nó không có rửa thì thua. Đó. Không biết phải rửa một bụi hay không nha, một cốt hay không nha. Cây này thì khá đẹp á. Mới đi chờ một xíu coi giữ chim không mà mệt uống nước. Xuống đây mình đang đào ra cả nhà. Không được quá. Quay trở lại đi, quay trở lại đào coi. Thì gái thì bữa nay nó không có đi học, ngày nghỉ á, nên nó thói xách chim đi nó đội đi. Gái mời chim. Đào sâu quá chân rửa luôn. Bây giờ mình đào tiếp. Xúc mày đào xuống giờ đâu. Đây cả nhà. Thì mình đào mất còn được một nữa thôi. Khu này mình phải dọn ra nữa nha. Khó quá. Thì ha, khó khăn lắm. Rửa coi nó mà sầm luôn. Đúng rồi coi, chứ không phải là một mình nó đâu. Con gái lên phải đánh đổi rất là nhiều coi. Tay vui vẻ luôn này. Bây giờ mình đào tiếp. Ok cả nhà, bây giờ đã lên rồi. Gạt ra này, ui nặng quá. Ui rất bầu luôn. Ui trời, cái này. Đi dài quá. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài ra mình sửa. Đã giác được ra về trống rồi cả nhà. Bây giờ mình rút đạn thôi. Mệt. Giờ mình nghiên cứu mình sẽ bỏ bớt cái dần tàn cho coi nó khỏe nha. Rồi cắt đá. Đây, bây giờ anh đã dọn xong nha. Cũng rửa cũng khá nhiều, giờ mình sẽ trồng chơi lên trên này. Chứ sống mà chơi rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi lại chỗ chim thôi. Không có con chim nào vô ở cả nhà, đỡ thiệt là lâu mà không có.
riết dữ lắm, nó là nó cừu chứ còn nó riết đã lắm, nó xì cánh luôn đẹp lắm, mà nó ở đây không có con chim nào cừu hết. Đó, thì bây giờ mình cũng cứu vô mình xách chim về luôn cả nha, không có gì hết, mình cũng đi cũng tập chim mình nha, chứ không phải ở gì tập cho nó dạng bớt, đi ra rừng rồi dạng bớt. Rồi, cảm ơn hết tất cả mọi người đã xem video đến đây.